dài từ số 18 Vũ Khoa Vân kéo dài cho tới hết phố luôn. Đây, zoom lớn lên để cô chú anh chị coi. À, hôm nay là cơm chay, rồi bánh cơm chay là Phật tử Milan gửi tặng. Nhiều người đi ngang qua, không biết là tại sao bà con làm cái gì mà đứng xếp hàng quá đông như vậy. Rồi, bây giờ sẽ phát cho những cái người khuyết tật trước. Xin mời các cô bác nhận đi ạ. Dạ, xin mời. Dạ, xin mời. Rồi, xin mời các anh chị, cô chú. Đây, mình sẽ quay một lượt để cô chú, anh chị chúng ta coi. À, còn, dạ vâng, xin mời ạ. Dạ rồi, xin mời ạ, mời các anh chị. Xin chào quý khán giả kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Tuấn Dương đang có mặt ở góc đường Hai Bà Trưng cắt với đường Nguyễn Đình Chiểu. Và trong buổi sáng ngày hôm nay thì Tuấn Dương sẽ đưa cô bác anh chị chúng ta cùng với Tuấn Dương đến bếp cơm của cô Cường để chia sẻ những phần thức ăn với bà con nghèo. Thưa cô bác anh chị, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nấu những các cái suất ăn chay. Đây, Tuấn Dương sẽ quẹo phải đi vào đường Trần Cao Vân để đi xuyên qua khu Hồ Con Rùa. Ngày hôm nay thì Phật tử Mỹ Lan 83 tuổi ở Bình Chánh có phát tâm để ủng hộ những các cái phần ăn chay. Bà có gửi tổng cộng là 3 bếp cơm
thì bếp cơm cô Kim và bếp cơm cô Tư đã thực hiện xong. Ngày hôm nay thì bếp cơm của cô Cường sẽ tiếp tục thực hiện nấu những các cái suất ăn chay để chia sẻ với bà con. Đây, chúng ta đang có mặt ở khu vực Hồ Con Rùa đây các bạn. Wow, mình bắt gặp các chị mặc áo dài đi chụp hình này. Đó, các chị cũng khá là cứng tuổi rồi, mặc áo dài để đi chụp hình ở khu vực này, đặc biệt là nhà văn hóa thanh niên thì thường vào những các cái dịp cuối năm đó là hay có trang trí những các cái gốc mai rất là đẹp để cho mọi người tới và tham quan cũng như là chụp hình. Đây này các bạn này, đây là một cái gốc mai rất lớn. Đây đang có hai mẹ con đứng để chụp hình bên cạnh cái gốc cây mai này. Mọi người đi xe máy chỉ tấp vô là chụp thôi. Đó, nên là cũng chỉ có một cái tiểu cảnh duy nhất tính đến thời điểm này. Còn khu vực nhà văn hóa thanh niên thì theo như quan sát từ bên ngoài của Tuấn Dương cũng đang trang trí để chuẩn bị đón Tết. Còn năm nay thì bên Diamond Plaza cũng trang trí khá là giản đơn. Thường vào mỗi dịp gần Tết, các bà, các cô hay thuê áo dài hoặc là mang những các cái bộ áo dài của mình ra để mặc, rồi chụp hình với những cái tiểu cảnh, ghi lại những các cái dấu ấn về không gian cũng như là thời gian. Chụp hình cũng là một cái thú vui, và theo như Tuấn Dương thấy thì chúng ta cũng nên lưu giữ lại những cái khoảnh khắc, vì mỗi một năm thì con người ta sẽ già đi. Chúng ta nhìn những cái tấm hình thì chúng ta sẽ thấy được những sự thay đổi của bản thân theo thời gian. Thời gian đã trôi đi thì không thể lấy lại được. Khi mà chúng ta đã bước qua cái thời khắc đó thì chúng ta sẽ không thể lấy lại được những các cái nét đẹp mà từ những cái lúc mà còn trẻ, từ những lúc tuổi xuân. Rồi, mình đang có mặt trên con đường Nguyễn Du. Tuấn Dương cũng muốn gửi tới các cô bác anh chị những các cái hình ảnh nó mới, sinh động. Ngoài việc phát cơm cho bà con thì cũng muốn gửi tới những cái hình ảnh về Sài Gòn. Vì Tuấn Dương biết là năm nay có rất nhiều các cô bác không thể về được Việt Nam ăn Tết. Lúc này một là giá vé cao, thứ hai là những các cái quy định về cách ly, nhập cảnh cũng còn khá là nhiều khê. Nhiều người nói rằng là bây giờ về Việt Nam thì thay vì bay thẳng về Việt Nam thì họ lại phải đi qua Thái Lan rồi qua Campuchia, sau đó mới về Việt Nam, để thứ nhất là tiết kiệm được chi phí, thứ hai là đỡ phải cách ly. Đây là góc của Võ Vân cắt về Lý Tự Trọng đây các bạn. Đây, đây các cô đã làm chắc gần xong rồi. Dạ rồi, chào các cô. Thưa cô, thì hôm nay con sẽ gửi cô cái số tiền là 11 triệu của Phật tử Mỹ Lan 83 tuổi ở Bình Chánh gửi tặng bếp cơm. Số tiền là 1 triệu, còn 10 triệu thì để nấu cơm chay. Và có thêm đây là 2 triệu 300 ngàn là
tương ứng với 100 đô là cô Phan Thị Phương có gửi. Thì hôm nay mình kết hợp chung để mình làm bánh mì chay. Dạ, thì cô gửi bên tiệm bánh mì dùm con. Cô Mỹ Lan. Cô Mỹ Lan nha. Và chị Phương, Phan Thị Phương. Cô Phương nha. Dạ. Có nhận số tiền 11 triệu mất. Dạ. Cơm. Dạ. Rồi 100 đô là tức là 2 triệu 3. Vâng. Có làm bánh mì rồi. Vâng. Rất cảm ơn rất là nhiều nha cô. Và bà có nhắn là chỉ nấu cơm là 10 triệu thôi, còn 1 triệu thì để tặng các tình nguyện viên. Rồi. Dạ, cảm vâng. Cảm ơn rất nhiều nha cô. Dạ vâng. Vậy là hôm nay mình cô làm những cái món gì và phần chay là bao nhiêu phần cho cô? Phần chay nè. Canh chua nè. Canh chua. Canh với chua. Đồ kho. Dạ. Ừ. Làm canh chua ngon lắm. Dạ. Với đồ chua đồ kho. Dạ. Là anh vậy là đủ ăn rồi. Dạ. Còn chuối. Vâng. Và nước suối vô nữa. Dạ. Chuối, nước suối. Ừ. Ồ. Nói vậy nè, cho một phần ăn nè. Rồi, sao hôm nay chuối ngon quá trời luôn. Chuối này như là chuối xuất khẩu luôn nha các bạn. Đó. Chuối già, vàng, chín tới. Đó. Em chua ngon lắm á. Dạ. Rồi sẽ có cả nước suối, rồi bánh mì chay. Đấy, chú đang xếp cơm lên nè. Vâng. Gửi cho chị em nè. Và đây cô Cường sẽ gửi mỗi người chút để uống cà phê. 100. 100. Trời ơi. 100. Tiếng Anh nói như gió luôn. Nghe cũng được mà. Dạ. Đây mới bỏ đậu hũ vô nha mọi người. Ở dẫn sắp. Xong rồi bỏ xuống thôi, giờ là cho sắc lại. Ngon.
ớt trên mặt rồi nó màu đó. Rồi xin chào mọi người nha. Hai bếp cơm lại tiếp tục nha. Đang chơi đồ chai nha mọi người. Gọi là hủ rồi nhưng mà chả nữa, chả mắm khô, củ cải, ăn nữa thịt ngon chặt. Đây là canh chua nha mọi người, canh chua nha mọi người, canh chua chay, canh chua chay cà cải, rồi đậu bắp, với đậu bắp, thì ra muối, ngủ sắc cái chân sắc. Đây thì cô chú anh chị thấy là các cô bác đã xếp hàng rất là dài. Đây mình sẽ ghi lại những cái hình ảnh này để cô bác anh chị chúng ta tiện theo dõi. Đó, một hàng rất là dài từ số 18 Vũ Khoa Huân kéo dài cho tới hết phố luôn. Đây zoom lớn lên để cô chú anh chị coi. Hôm nay là cơm chay, rồi bánh cơm chay là Phật tử Mỹ Lan gửi tặng. Nhiều người đi ngang qua không biết là tại sao bà con làm cái gì mà đứng xếp hàng quá đông như vậy. Rồi bây giờ sẽ phát cho những cái người khuyết tật trước. Rồi cô phát cho người khuyết tật trước đi cô. Đây thì cơm này, muối. Từ từ đó, mấy người khuyết tật lấy trước đã. Từ từ đó. Mấy người khuyết tật nhận trước đã chú. Cơm, nước suối, chuối, rồi bánh mì. Những ai khuyết tật thì sẽ ưu tiên là để các cô chú lãnh trước. Dạ rồi, lấy đi ạ. Rồi xin mời các cô bác nhận đi ạ. Dạ xin mời. Cảm ơn nhiều. Dạ. Cảm ơn nhiều. Rồi, nhé. Cảm ơn. 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 C
càng ngày càng đông. Cái nóc từ nóc cơm ngon. Dạ. Rồi mời các cô chú, mỗi người một phần. Cơm chuối, nước suối. Hết cơm thì sẽ phát tới bánh mì. Mỗi một ngày đây ít nhất là có khoảng 500 người tới nhận thức ăn. Anh lấy mì, lấy mì nha. Anh em cơm lấy cơm ăn, mì lấy mì. Cô quay cái đầu ra kìa. Đó, quần chúng nhân dân đang phát hiện là những người lấy 2-3 phần thì để nhắc nhở. À, những người mà lấy 2-3 phần đó là họ rất là dữ dằn con thằn lằn các bạn ơi. Khi mà nhắc nhở là nhiều khi người ta còn mắng ngược trở lại mình. Đây chú lấy cho cô khuyết tật. Nói chung lúc này thì cái cuộc sống khó khăn. Cuộc sống khó khăn nên là cô bác cũng chắt xiu từng các cái đồng tiền của mình. Nhận được một suất ăn thì sẽ tiết kiệm cái chi phí. Đó, cả những bác taxi cũng đi xếp hàng để nhận cơm. Dạ dạ. Dạ. Đấy, nhiều anh bảo vệ xác nhận là có những người lấy 2 lần. Dạ rồi rồi, mời các cô chú. Đó. Dài ra dưới tận gần cửa Bắc chợ Bến Thành. Đó là nguyên cái một nửa con phố Thủ Khoa Vân này. Là cô bác xếp hàng nhận cơm. À, trời đông. Bán cà phê kìa cô ơi. Quá trời đông luôn cô ơi. Vậy mà mình cũng còn bị lượng cả 2 lần vô nữa. Có, ở dưới cái bảo vệ phát hiện mới nói mấy trường hợp nhận 2 lần. Phát hết cơm thì sẽ phát tới bánh mì. Ngó lên, cảm ơn, cảm ơn cô ơi. Đây thấy cô Cường nấu cơm ngon sao giờ quá trời đông luôn. Rồi mời các cô bác nhận đi ạ, mỗi người một phần. Càng ngày càng đông
à, càng ngày càng đông. Dạ. Rồi mời các cô chú mỗi người một phần cơm chuối nước suối. Hết cơm thì sẽ phát tới bánh mì. Mỗi một ngày ở đây ít nhất là có khoảng 500 người tới nhận thức ăn. Ai ăn bánh mì lấy bánh mì nha. Ai ăn cơm lấy cơm, ai ăn bánh mì lấy bánh mì. Đó, quần chúng nhân dân đang phát hiện là những người lấy 2-3 phần thì để nhắc nhở. À, những người mà lấy 2-3 phần đó là họ rất là dữ dằn con thằn lằn các bạn ơi. Khi mà nhắc nhở là nhiều khi người ta còn mắng ngược trở lại mình. Đây chú lấy cho cô khuyết tật này. Đây là bếp cơm của phường à, có chưa tự chọn luôn á. Xin mời, xin mời. Cảm ơn là vui rồi. Rồi xin mời các cô bác. Dạ. Rồi xin mời các cô bác nhé, mỗi người một phần. Cảm ơn là thấy vui rồi, làm không thấy mệt. Dạ, lấy cho đồ rác. Đây, tặng cả những anh lao công. Đậu xe lên đây nè anh ơi. Đậu lên đây đi. Mấy chỗ cửa hàng đâu không bán được á. Đây, bà cô chân đau. Rồi, hết đợt thứ nhất rồi. Lô bắt đầu lại đợt thứ hai này. Những chiếc xích lô bây giờ là cũng không có việc nhiều. Muốn ăn cơm lấy cơm, muốn ăn mì lấy bánh mì. Chú ơi, lúc này xích lô thì chở khách nào? Khách Tây hay là khách nào? Dạ, bây giờ không có Tây em ơi, bây giờ toàn là Việt Nam. Mà Việt Nam giờ nó sợ mình lên người ta coi mình nên nhờ bệnh đâu người ta giúp đỡ cho mình tiền ăn uống rồi nọ không nhớ nhỏ sống qua ngày thôi. Vâng, năm nay thưa năm nay chú nhiêu tuổi rồi? 70. Dạ. Chú đạp xe này bao năm rồi thưa chú? 30 năm. 30 năm rồi. Dạ. Mà bây giờ ngày có kiếm được 300.000 ngày không chú? Bây giờ đâu có được không? Bây giờ kiếm 100 đâu không có ra nữa. Kiếm 100 không ra. Bây giờ đâu không còn sáng sáng, giờ đâu có khách chứa, đâu có chạy. Bây giờ đâu có chạy, chứ trường hợp này ta cho mình chở đồ á. Dạ. Thì nó cho mình 50-100 ngày, mình sống qua ngày. Đây, một cô ẩn danh bảo tôi gửi biếu chú 200.000 nhé. Dạ, cảm ơn. Rồi, chúc chú sức khỏe. Rồi, chú đi.
70 tuổi vẫn là đạp khỏe quá. Cơm hoặc bánh mì nè em. Đang suy nghĩ. Vâng vâng. Vâng. Dạ. Có cô nào đẹp tuyển làm con dâu luôn. Đây, những chú xe ôm nhưng mà bây giờ tay chân có vẻ là cũng yếu rồi, nhiều người tai biến. Nóng luôn đúng không? Nóng cũng dục luôn. Nóng cũng dục luôn. Lấy chuối lấy nước nữa em. Ăn nước rồi. Ăn kia nè. Đây là xong chuyện của anh kia thôi. Kêu một trái mà cứ lấy cái gì cơm thôi. Bây giờ là những suất ăn cuối cùng rồi. Một lần nữa thì Tuấn Dương xin cảm ơn Phật tử Mỹ Lan ở Bình Chánh đã ủng hộ cho chương trình này. Và cảm ơn chị Phan Thị Phượng đã ủng hộ để phát những cái phần bánh mì chay. Rồi cũng xin cảm ơn cô Cường cùng các cô nhá. Cô Cường giờ mệt đuối càng rồi, đang ngồi thở luôn. Dạ, vâng, cảm ơn cô. Cô ủng hộ những gì này phải tốt quá trời luôn. Dạ. Cảm ơn rất là nhiều. Dạ. Giờ mọi anh chị em, các cô chú đều mệt rồi, nắng quá. Đó, em kia đang quạt phành phạch luôn. Toát hết mồ hôi luôn. Đấy, nhưng mà vẫn kiên trì coi là nán lại để phát cho bà con mỗi người một phần, không có phát quá nhiều.